Ôi là trời ơi, mấy bạn hay kêu mình quay mặt của ba mình. Hôm nay mình quay cho mấy bạn vừa lòng nè. Thử hỏi có ai chiều mấy bạn như mình không. Mình xin ba lá chuối cho mẹ mình gói bánh. Mẹ ơi. Ơi. Chút nữa mình làm món gì? Mình làm bánh dày lá dứa con. Alo. Ấm rồi, chị Năm thích cái bánh này lắm. Mọi người cứ năn nỉ mình làm đi, quay đi. Rồi mong là sẽ có được nhiều bạn thả tim. Cho nên mấy bạn nhớ thả tim đi chị Năm nha. Phần và nguyên liệu thì mình đã có ghi trên này. Các bạn chỉ cần bỏ từ từ và thôi là ok rồi. Nếu như ướt quá thì mình thêm bột, còn khô quá thì mình thêm nước nha. Làm sao cho cục bột của mình nó dẻo dẻo vậy là ok rồi. Mình nhồi bột đều, sau đó mình sẽ ủ bột trong vòng 30 phút. Rồi phân bột hai thành những cục nhỏ nha. Lấy vào ăn quá lên trên lá chuối để lúc mà bánh chín nó dễ lấy ra. Nhỏ này kỳ ghê vậy. Cái nào cũng có cái ngón tay của con trơn á. Bực mình quá à. Chị Năm mà làm bánh là mình hay ngồi mình ghẹo chị Năm lắm. Mình không biết mấy bạn có làm vậy không. Mẹ con có làm đâu, tự nó chài ra đó mẹ. Mình chọc chị Năm xong mình ghẹo xong chị Năm cọc cái mình giải thích. Đó, bây giờ các bạn chỉ cần bắt nồi nước sôi lên để cho nó sôi 10 phút nha. Xong mình sẽ hấp bánh. Mình lấy que nè, đâm vô, mình rút ra, mình thấy nó khô nè, là bánh đã chín rồi 10 phút. Là trời, bánh dày lá dứa mà mấy bạn làm theo công thức của mẹ mình thì cực kỳ là ngon luôn. Cái bột này mẹ mình nói các bạn có thể áp dụng để làm bánh ít tròn hoặc là bánh ít nhưng mặn nhưng ngọt nhưng vừa, tùy theo các bạn thôi. Bột bánh dẻo dai và rất là thơm mùi lá dứa luôn. Hãy áp dụng công thức của mẹ mình nha. I love you bạc bạc và chúc cho mấy bạn thành công. Mẹ con mình mãi yêu mọi người.